Good news with you. Như Lan xin chào các bạn. Như Lan mới đổi cái laptop cho nên là có nhiều đồ chơi mới để vui bắt chim không được. có nhiều đồ chơi mới để sử dụng. Nhưng mà Như Lan muốn làm cái video clip này là tại vì gần đây có rất là nhiều người email cho Như Lan để yêu cầu Như Lan làm phỏng vấn, nhưng mà Như Lan bay đi bay đó rất là bận rộn mà cũng không có dịp để ngồi xuống để nói chuyện với những người làm interview. Thì và cũng có rất là nhiều fan viết a message cho Như Lan và hỏi những cái câu hỏi mà nếu mà Như Lan trả lời từng cái thì nó rất là lâu, tại vì cũng có nhiều người hỏi câu hỏi giống nhau, cho nên là Như Lan đã nghĩ ra một cách là với cái YouTube và với cái video feature của trên laptop của Như Lan có thể quay và một lần để trả lời tất cả những câu hỏi của tất cả các bạn, có gì muốn hỏi gì cũng được. Nếu mà thấy kỳ quá hay là thấy riêng tư quá thì Như Lan chỉ không trả lời thôi. Nhưng mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ comment ở dưới và Như Lan sẽ cố gắng đọc theo thứ tự, trả lời theo thứ tự cho tất cả các bạn. Và Như Lan cũng xin chúc tất cả mọi người có một ngày thứ sáu và một tuần lễ cuối tuần thật là vui vẻ. Như Lan chuẩn bị đi làm một vài công việc nữa để ngày mai bay qua New Orleans với lại St. Louis để diễn cho những show vẫn là còn trong không khí của mùa Tết. Một lần nữa chào các bạn. Thank you and have a great day. Bye.